Bơi bà ơi. Gì đó, gì kêu ôm sòm vậy? Dạ thưa bà, có dây thép. Có dây thép hả? Vậy là chắc của thằng Đốc Thành nhà tôi từ ngoài Bắc đánh về đó à? Hai à? Dạ. Biểu ba thằng Nhân ra để đọc dây thép cho má nghe coi con. Dạ, cha thằng Nhân vừa đi khỏi rồi. Vậy sao? Vậy thì con Hai mày đọc dây thép cho má nghe coi, có phải của thằng Thành không? Đúng rồi, dạ đúng là của cậu ba nè. Vậy à? Nhưng mà dây thép này từ Sài Gòn đánh về chứ không phải ngoài Bắc. Mà nó nói gì trọng vậy? Dạ, nó nói là chiều nay nó về tới. Vậy à? Vậy là được rồi, nó đánh dây thép vậy là đúng hẹn đó nha. Mẹ bà, nói tao tưởng đâu nó ở luôn ngoại chứ. Cái thằng thiệt à, đã về tới Sài Gòn nó không muốn xe hơi, chạy luôn một mạch về Cần Thơ cho rồi tốn hao chẳng có bao nhiêu. Bài đặt tính dây thép cho rà thế lòng vòng. Đúng là nó tính chuyện lòng vòng, cao lắm là vài chục dạ lúa chứ bao nhiêu. Nè, lúa giữa lúa lẫm thì có tốn bao nhiêu đâu nè. Cái thằng sao mà nó dốt tính à, để cho cả nhà phải hồi hộp chờ mong. Con Hai mày biểu con bận cùng đi ra chợ mua đồ đạc mà lo tiệc tùng. Mau đi con à, nó về sắp tới rồi đó. Thấy nó về tới là nó đói bụng, mà nó đói bụng người ta chịu không có nổi, tội nghiệp nó biết không. Nè, nhân tiện đó cái mình cúng trả lễ thánh thần luôn cho khỏi cái tốn kỳ sau, nghe chưa? Dạ. Nè con à, sẵn con ghé mời vợ chồng cậu hội với chú Chính Bái nghe con. Dạ. Sanh đâu rồi? Sanh. Dạ thưa bà, kêu con. Mày đem hình treo chùi lau cho sạch, bàn ghế trải cho cẩn thận nè. Trà tàu chánh hiệu con nay của đám tá điền hôm qua đem hiếu đó. Rồi cái bát thang á, ái mớ trầu vàng, cao thật dày. Còn thuốc thì xiêm mặn. Còn cái công việc này á nha, mày phải lo cho chu tất đó nha. Lơ mơ thì sẽ ăn đòn. Dạ. Thằng Thành nó về rồi hả chị Hai? Nó nghe con Hai nó nói vậy bà tôi hối tôi đi không kịp, cơ khổ. Ủa, rồi sao mở không đi? Nè, có đi bộ đâu mà sợ mệt. Mấy ngày nay bà trong mặt sổ mũi, có cơm cháo gì được đâu. Vậy à? Mới ốm sờ sờ có mấy ngày mà sụt hết 8 kg rồi đó. Tội nghiệp. Chứ nếu không thì dễ gì mà bà chịu ở nhà. Chó ôi, nhà chị nuôi chó cả bầy cả lũ, chút nữa nó táp đứt áo dài ăn nói của tôi rồi. Ôi, không nuôi chó dữ thì sợ trộm cướp, mà nuôi thì cũng khổ. Ngồi đi chú. Dọc đường thấy shopper chạy xe không về, tôi biết chắc là anh tới rồi. Tại anh Hảo thịt cầy nên nó sủa, chờ nãy tôi vô nó đâu có sủa. Nè, anh cũng nên mua một chiếc xe mà đi cho nó khỏe cả thân già, để tiền chôn giấu, mối mọt nó ăn hết, kêu trời không thấu đâu nghe. Tôi chỉ có ra vô cúng lễ trong đình, chứ đâu có đi tỉnh, đi thành thăm bà này bà nọ đâu mà mua xe, mua cộ. Chà chà. Trả đũa liền ha. Nè, tôi chưa chịu thua anh đâu nghe. Mời anh. Cái gì vậy? Thuốc thô. Tôi hút cái đó không quen, tôi hút cái này quen rồi. Ủa, thằng Thành nó về rồi hả chị Hai? Chưa về tới, nhưng bây giờ cũng qua tới Bắc Cần Thơ rồi đó. Mà có chắc nó về không? Nó đã hẹn tôi tuần trước rồi. Còn cái dây thép nó nói là chắc chắn lắm. Nè, chú và cậu hội ngồi nghỉ rồi uống nước nha. Chờ chút xíu mà cháu nó về liền bây giờ à. Vậy thì chắc là thằng Thành nó xin từ chức được rồi đó. Chắc là vậy rồi chứ gì. Mà dù xin không được đi nữa, chuyến này về á, tôi bắt nó phải ở nhà luôn. Chị liệu có giữ nó được không? Thì chính chú Bái với cậu hội đã đi hỏi vợ cho nó rồi còn gì nữa. Đúng rồi, nó mà về nó thấy con Thấm nó sẽ ưng ngay. Và mé mũi đắm say một sắc hương đài cát Vĩnh Kiều, gia đình lại là giàu sang quyền thế, đất ruộng thẳng cánh cò bay. Chị thiệt giỏi đó nghe chị Hai. Ở đời có trước có sau, hồi thở cơm muối cháo rau, ông của nhiều đã thọ ơn ông cả nhà này, kết tình sự gia đây là ngụ ý trả ơn. Thằng Thành cưới con Thấm, con của anh Phủ Nhiêu thì sẽ giàu to, đất ruộng cò bay thẳng cánh, lại là ông Phủ tại chức. Thằng Thành cũng là con một, con Thấm cũng là con một, mà anh Phủ Nhiêu thì hết sức là dễ dàng, cho làm lễ hỏi mà không cần có mặt chú rể. Má à, nghe cái này nè nha. Gì đây? Chừng nào mà cưới con Thắm xong á má, má cho nó qua ở bển luôn đi, chứ nhà bác Phủ giàu có không có ai hôm sớm. Còn con á má. Sao con? Hồi đó giờ má con chịu cực khổ nè, con không dám ăn, con không dám xài, con phải ở đây để con thờ phụng má, phải không cậu? Phải không chú? Má, con nói vậy là đúng quá rồi phải không má? Con hai nói vậy thì sao phải? Thờ phụng cha mẹ phải là con trai chứ. Trời ơi, cậu nói vậy sao được cậu? Thôi được rồi hai, con xuống nhà sau làm công chuyện đi, còn cái chuyện đó để từ từ tính. Mà con nói rồi đó à nha, con nhất định là con ở đây con phụng dưỡng cha mẹ. Má tính sao má tính đi. Chưa chi mà đã đòi chia của rồi. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Bây giờ nói chuyện con Thắm nè. Nhắc tới con Thắm tôi mới nhớ, hôm bữa đi dự lễ hỏi với chị mà tôi hơi rung. Vì Ánh Phủ là chỗ giàu sang hơn chị gấp trăm lần, quyền thế tột cùng, mà lại vì ta dễ ở. Bởi vì anh có biết đâu, anh Phủ Diêu đã gây ra án mạng với con ông Phủ Trần nọ. Anh cả đây là phe phái của quan Tây đó. Nếu mà không có ông cả tôi đây Phủ Diêu sạc nghiệp, rồi còn phải 5 dòng tù tội nữa kìa. Tội khổ sai hoặc là xử bắn, chứ làm gì được lên chức giàu sang. Nhờ các quan Tây bạn của ông này đang án tội tù còn lên chức thăng quan. Từ Hương Quảng mà lên ông chủ cả dài cho đến bây giờ làm ông Phủ đương kim. Đó, cái việc mà con Thắm với thằng Thành á là do ảnh ngỏ lời đó chứ. Tôi phục là cái người giàu sang còn nhớ ơn nhớ nghĩa, chứ đời này ít ai nhớ lắm. Tắm khi nào rửa mặt khi nấy. Bữa nay có anh Phủ qua chơi không vậy chị hai? Có chứ sao không, tôi có mời. Chắc lát nữa anh xui già. Con dâu cưng tôi cũng qua tới bây giờ nè. Chắc xe thằng Thành nó về đến. Nó chứ không ai đâu. Bẩm bà, có bà đến. Bà nào? Dạ bà Phủ. Dạ phải, dạ mợ Thắm. Vậy là nói với anh xui tôi qua tới rồi đó à. Dạ. Má con, má chồng con. Dạ thưa má. Thưa chú, thưa cậu, con mới qua. Còn anh xui có qua không con? Anh Phủ còn ngoài xe hả con? Để tôi ra xe dìu ảnh vào. Dạ khỏi. Thưa má, thưa chú, thưa cậu, ba con vì bận có mấy ông cò Tây trên tỉnh xuống phải tiếp nên không qua được. Ba con có nói anh Thành về mời cả nhà qua bển chơi. Đúng vậy, đám hỏi không có chú rể, bây giờ phải qua trình diện chứ. Ủa? Rồi, mợ ba mới qua đó hả? Ôi, em dâu của tôi đẹp lộng lẫy thôi, cưng ơi là cưng vậy đó. Gì má? Nhiều đó đủ rồi, vừa phải thôi con. Nè, đồ đạc lo xong hết chưa? Dạ. Nè nha, nhớ nha, nhớ mua thêm thịt heo quay nha. Thằng Thành nó giống cha mày lắm đó, nó ưa thịt heo quay với bánh hỏi lắm á nha không? Dạ. Dạ thưa má khỏi. Bà con có nói anh Thành hiện giờ rất giống ba, anh thích thịt quay và bánh hỏi. Đúng à. Nên ba con bảo quay rồi. Và đã mang qua đây đua. Thiệt là anh xui chu đáo quá. Không ai bằng. Dạ hiện giờ đang ở ngoài xe. Chú cho shipper mang vào tất cả. Và cho xe đậu nơi nào có bóng cây che cho mát. Anh tôi quá quan tâm làm mà cho tôi ái ngại trong lòng. Anh tôi săn sóc ân cần, thiệt tình á tôi không biết nói sao à. Này con à, con ngồi đi con, kìa con ngồi đấy rồi, cứ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Nè cưng, bây giờ cưng ngồi đây cưng chơi nghe, để chị ra nhà sau chị làm công chuyện nha cưng. Dạ. Dạ thưa má, để con xuống nhà bếp lo dọn dẹp với chị hai. Cậu ngồi chơi với mẹ con. Thưa chú, con vào. Thiệt là dễ thương hết sức ha. Con nhà trăm anh đài cát mà nó bình dân hết sức à. Đó, cậu thấy nhà này đại phúc không cậu? Thiệt, đại phúc. Đại phúc. đại phúc mà. Anh Bái, nó là con cháu ở trong nhà, anh ngó gì mà ngó dữ vậy? Tầm bậy. Tôi ngó là ngó cái áo dài nhung và hai cùm tay đeo vàng chứ bộ. Đúng rồi, thằng Thành nó về tới đó. Nấu nướng xong chưa bay? Hai à, dọn ra đi con. À, má, con mới về. Thành con. Dạ. Trời ơi, thằng cha mày nghe, sao không ở ngoài luôn đi? Nha, chắc ngon canh ngọt cơm rồi cái quên má phải không? Dạ, đâu có má. Tưởng mày không về chứ tao với anh Hội cả nhà đứng ngồi không yên đó. Chào chú, chào cậu đi con. Dạ, dạ thưa má, thưa chú, thưa cậu. À, vì con bận tiếp mấy giáo sư ở Sài Gòn á, cho nên con về muộn và xin gia đình thứ lỗi cho. Sanh à. Dạ. Ra đem phụ đồ của cậu ba vào đi. Dạ. Cái thằng này một ngày một lớn, sao mà nó giống anh cả như là đúc vậy hả? Có bạn ở Sài Gòn xuống đây chơi đó hả con? Ngồi nghỉ đi cháu, là bạn của thằng Thành thì coi như là người nhà cả, đừng có e lệ gì hết trơn á nha. Má còn muốn cho con một sự ngạc nhiên bất ngờ. Chị Hai, kêu con Thắm ra đây. Hai à, ra đây biểu coi. Dạ. Đó, mọi thấy chưa? Mọi xem trong ảnh á là đã đẹp rồi, nhưng mà đẹp đâu có bằng người thật. Ôi, lời chào đi. Anh Thành, anh mới về đó hả? Cô đây là... Để má nói cho con biết, hồi ba mày còn sanh tiền đó, không có hứa là sau này lớn lên sẽ tác hợp cho hai đứa tụi bay thành chồng thành vợ đó. Vì là ngày tháng tốt nên anh Phủ Diêu cho làm lễ hỏi mà khiếp diện chú rể, vậy là phước đức cho nhà này đó con. Má làm lễ hỏi cho con hồi nào vậy má? Bây giờ con Thắm là vợ của con rồi đó. Má ơi, không phải như vậy đâu má. Hôm nay con dắt Hương về ra mắt má. Dạ đây là Hương vợ con. Hả? Anh. Dạ. Mày nói sao? Con này là vợ của mày hả? Dạ. Trời ơi, thế này là thế nào? Má, cậu, chú, chị Hai. Trời ơi, nhục mà. Thắm. Sụp đổ hết, thư bột thư đường ráo trọi rồi. Thành. Dạ. Tao cưới vợ cho mày hồi nào hả? Dạ thưa má, con biết là con có lỗi với má, là cưới vợ mà không cho má hay. Nhưng vì xa xôi cách trở cho nên chúng con lo lễ cưới ngoài ấy. Nay con dắt Hương về chịu lỗi với má, xin má thương tình mà tha tội cho vợ chồng con. Thưa má, con biết như vậy là có lỗi, xin má thương mà tha thứ lỗi cho con. Cô nín đi, dẹp cô qua bên. Thằng Thành nữa, qua đây. Dạ. Mau, mày qua đây, đứng tại đây nè. Còn cô kia nữa nè, tôi đâu có trầu cao mối bay dám ngồi mà cô kia tôi bằng má chứ. Nè, không có được đâu à nghe. Cô hãy ráng mà liệu hồn à. Nhà này danh giá tâm ngôn chứ chẳng phải là cái loại thứ dân đâu nha. Xin má thương cho thân con đơn độc, bởi thương chồng nên phải lụy thân. Chúng con đã nặng nghĩa nặng tình, sống ta theo chồng coi trọn giữ thủy chung. Con đã gây trọng tội với gia đình, xin má mở lượng hải hà nhiêu dung. Thôi, không có con cái gì hết á. Hãy ngừng đi, đi mau ra khỏi nhà tôi, đi mau. Trời ơi. Trời ơi, tôi phải làm sao đây, tôi làm sao mà ăn nuôi với anh Phủ Diêu đây là trời. Dạ thưa chú, con biết là con có lỗi. Con đã làm một chuyện vượt qua dòng lễ giáo gia phong, nhưng chuyện đã dĩ lỡ rồi. Chúng con đã thề non hẹn biển, nhờ chú thương mà nói với má con vài lời giúp con đi chứ. Nói cái gì nữa mà nói, mày là thằng có học, chị cả chắc chiêu cho mày ăn học thấy cao hiểu rộng, rồi mày trở lại phụ rái cha mẹ, đập nát cái gia phong, chà đạp danh dự gia đình. Mày bôi cho trách trấu lên mặt cả dòng cả họ thì làm sao tao mở miệng cho được. Còn cô này, cô nghe không mà còn làm vợ ở đây, hay là cô chờ tôi tống cổ ra khỏi nhà. Cô nè, cô nên biết điều một chút, đừng có trở lì mặt đá mài chay, thì đừng có tách tôi nghe chưa. Vợ con hết lời lại lục cầu xin, má thương vợ con cờ dài cô đơn, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thôi em đi đủ rồi, chẳng biết nhục hay sao. Chị hay nói chi ly lắm thay, làm con mà hư đốn lỗ lì. Biết đây là ruột gà máu mủ, nhưng mẹ già nào chấp nhận được đâu. Đứa con này thì cũng tự luôn. Thôi mà, chuyện này chẳng mấy khó khăn, anh đừng anh xé nó to thêm, lửa bốc cao chứ đổ thêm dầu, trách nhiệm mình phải dập tắt lửa ngay. Dạ thưa má. Thôi đừng kêu tôi bằng má nữa, tôi đâu phải là má của cô. Má của cô ở nơi xó xỉnh nào kìa. Mau bước ra khỏi nhà tôi, đừng có ở đây đứng mà trù khéo. Trời ơi, con cái tôi đã đền ơn trả nghĩa cha mẹ như thế này nè, phải không? Cậu như chú thấy chưa? Trời ơi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Tôi cũng vậy, còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Dạ thưa cậu, chuyện đã lỡ rồi, nhờ cậu thương mà nói lại vài lời với má con đi cậu. Con làm như vậy là liều quá. Phải chi con về trước than thở ỉ ôi với chị cả, khi em xui rồi thì dắt dở con về thì hay biết chừng nào. Đằng này lễ hỏi đã lỡ dở như vậy thì biết làm sao đây. Dạ thưa cậu, con thì con cũng có ý định đó, nhưng mà lòng dạ của con thật thà sao trước thằng ngay. Con đây chưa một lần gian dối cùng ai, nay phạm tội với mẹ cha. Nhờ cậu thương khó lời xin cùng mẹ, cho chúng con hạnh phúc bên mẹ hiền, đền ơn đáp nghĩa sanh thành. Con không đành lòng để vợ con dò dó chờ mong, mới nhiều dắt về đây là phận trai. Con nhận hết lỗi lầm dù phải chịu roi đòn. Như đấng sanh thành con để đầu xin cùng cậu, mẹ con nể tình mà hãy xả cho chúng con. Con cưới vợ được bao lâu rồi? Dạ bao lâu? Dạ được 6 tháng rồi cậu. Thôi đủ rồi, cậu đừng có hỏi han gì nữa hết. Nó đâu còn là con cháu trong nhà này nữa đâu mà cậu hỏi. Chị cả nói vậy là đúng đó anh Hội. Thôi mình về đi, có vui sướng gì đâu mà ở. Thật là khổ cái thân già. Để phân biệt đúng hay sai, chị cả và anh Chánh Bái để cho tôi hỏi cháu đôi điều. Vợ cháu là con của ai? Dạ. Mẹ cha còn hay mất, sinh sống bằng nghề nghiệp gì? Dạ. Còn vợ cháu làm gì? Cưới hỏi có đàng hoàng không? Dạ. Hả? Dạ thưa cậu, vợ con là con của ông Phán, Sở Bưu điện Hà Nội á cậu. Phán, Sở Bưu điện Hà Nội à? Dạ. Cha mẹ còn song toàn, vợ con là giáo sư trường con gái. Thương con, thương hoàn cảnh xa xôi cách trở, cho nên bố mẹ con làm đám cưới cũng rôm rã lắm đó cậu. Thôi, bây giờ nó nắng cán rồi, vẽ rồng vẽ phụng gì mà không được. Tới đâu mà cậu nghe nó. Má con với chú Năm không nhận là phải đó cậu à. Má à, nếu mà hai đứa nó chung thủy với nhau và bố mẹ nó thương yêu đùm bọc, thì má cho tụi nó chút ít tiền để cho tụi nó trở ra ngoài Bắc á, sống với nhau cho trọn tình trọn nghĩa đi má. Con hai nó nói vậy phải á. Còn gì nữa không tính? Không có tính gì nữa cậu ơi, nhục quá rồi, nhục nhã quá rồi. Thành nè, câu chuyện là như thế này nè. Ở nhà chị hai và Chánh Bái đã làm lễ hỏi cho bay, với con thấm con ăn phố nhiêu, điền chủ ở Bạc Liêu sốc năng, cha mẹ muốn cho con giàu sang danh vọng. nghĩa gì đến má con đâu. Nó còn qua mặt cậu với chú Năm luôn nữa. Thôi được rồi, mày xuống nhà sao mà làm việc. Còn thằng Thành nó có phước hơn người, chỉ cho nó ăn học đến chôn đến đời nhà nước, cho nó làm tới chức tốc học. Như vậy là danh dự cho gia đình ta. Công ơn của chị không uổng chút nào. Thanh niên bây giờ nó học cái mới, cái hay, cái đẹp. Mình cũng bất đi cái cũ, cái già. Chắc nói chi làm khó con cháu làm gì. Chỉ đến suy nghĩ mà hãy xả cho con. Mới cái gì? Nè, cậu tính bắt thang cho nó leo lên đầu thôi phải không? Cậu nên nhớ, áo mặc sao qua khỏi đầu. Tôi nhất định rồi, con dâu của tôi phải là con thấm, là con thấm. Mấy người nghe chưa, mấy người nghe chưa? Chị Hai à, tôi không binh nó, mà tôi chỉ nói chuyện xã hội. Cái trách nhiệm làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ thôi chị Hai à. Anh nói vậy là sao? Bây giờ làm sao trả lời với anh Phụ Nhiêu đây? Tôi không hoàn toàn bài cựu Nghinh Tân. Thời buổi bây giờ có nhiều cái khác xưa. Mình phải suy gẫm mà xử sự cho nó hợp thời, chứ đừng ôm cái cũ hoài coi sao được. Tôi thì tôi nhất định không đồng ý của chị cả và anh Chánh Bái đâu. Cũ vậy đó mà được người ta quỳ mọp bẩm thưa, còn hơn mới để cho người ta khinh rẻ hả? Cậu à, cậu Hội à, cậu có thương tụi nó hả? Cậu đem về mà nuôi đi. Chứ còn tôi, trước sau như một, vì nhà này không thể có một đứa con bất hiếu ngộ nghịch như nó được. Chị nói thiệt hay nói chơi vậy chị Hai? Anh còn lạ gì cái tính của chị cả. Chị Hai, em trót lỡ lầm, làm cho má giận. Chỗ tình chị em, chị ráng nói với má giúp tụi em đi chị. Nói thật chứ chị, vợ em không được khỏe lắm. Vợ em hôm nay đã có thai 4 tháng rồi chị à. Chị thương em, thương vợ em, mà giúp tụi em đi chị. Chị Hai, là phận gái với nhau thì chữ Tùng là chồng. Chị nghĩ lại thương mà năn nỉ má giùm em đi chị Hai. Ôi trời ơi, đó là chuyện của hai người, do hai người tạo ra. Thì cậu nói với má thế nào là tùy cậu, chứ còn qua đâu có dám. Con Hai nói vậy là đúng đó, phụ xử tử vong chứ. Đúng. Đúng cái gì? Anh cứ trốn tránh trách nhiệm hoài. Bởi vậy cho nên anh không có một đứa con trai nào để nói dòng là đúng lắm mà. À vậy còn hơn, chứ cái thứ ngộ nghịch đó thì cũng vô ích. Nè, anh quên cái câu vô nam dụng nữ sao anh? Tình cảnh này mà mới làm ngơ được sao Phụng? Vậy chứ tôi biết làm sao bây giờ hả cậu? Cậu Hội, cậu nên nhớ rằng tôi là người đã cưu mang, phanh gia sẽ tịch. Tôi đã đẻ nó ra thì tôi có quyền là mẹ của tôi. Danh dự chi đâu đồ đứa con ngỗ nghịch, nỡ chôn vùi tâm hồn xuống tận đáy bùn dương. Nay nó đủ lông đủ cánh rồi thì bắt sức mà nó bay. Nỗi no sống chết bạc tình, tôi không có ân hận gì đâu. Cái từ hôm nay tôi không thừa nhận thằng Thành là con, là cái máu thịt của tôi. Má, một lần chót, nếu mày biết đảo làm con thì mày phải cắt đứt tình nghĩa cái con này. Má, bằng không tao sẽ tự dẫn cho mày vừa lòng nghe Thành. Má ơi, con xin má mở rộng lòng thương. Anh Thành thương mới đem con về, đi theo chồng mà lòng vẫn băn khoăn. Má ơi, con lại má thương con mà. Thôi đừng có lại lục cầu xin nữa. Con Phụng đâu? Dạ. Đem đồ nó ra đây. Dạ, má ơi má. Đồ này má. Nè, đồ của cô đây nè. Tôi cho cô số tiền nè. Trở về mãi mày sẽ nở đi. Đi mau. Trời ơi mà... Anh Thành ơi, anh năn nỉ má giùm em đi anh Thành. Má ơi con quỳ con lại má. Con lại má, gì hết, không có lại gì hết á. Chú ơi con xin chú năn nỉ má giùm con đi chú. Cậu ơi con lại cậu mà, xin cậu năn nỉ giùm má con đi cậu. Cậu hai đứa bay lại bả đi. Dạ. Dạ má ơi con lại má. Lại, má tao nói không có lại luật gì hết nữa. Cổ phụ đâu rồi? Dạ. Tóc cổ đâu ngoài má lên. Dạ. Má ơi. Chị ơi, anh Thành ơi. Anh Thành. Chị ơi. Cái gì vậy đi? Hương. Anh. Mày đi tao cắt lưỡi tao tự giận tao chết bây giờ mày đi mày không? Má ơi, vợ con. Anh Thành ơi đừng có em anh Thành ơi. Vô nghe chưa? Vô chưa? Mấy tao đập đầu tao tự giận tao chết nè Thành. Má. Thành ơi, em không hờn, không giận gì anh đâu. Em biết là anh cũng rất khổ tâm cho cảnh hiếu tình ngược lối. Em sắp làm mẹ, nên em hiểu được tấm lòng của mẹ. Chỉ tại em đẹp, chỉ tại em bạc số vô duyên mà tôi. Dạ biệt anh, dạ biệt quê chồng, nơi mới đến chưa quen mà đã trở thành xa lạ. Dạ biệt, dạ biệt Phương. Anh Thành. Tại sao? Tại sao em lại muốn bỏ anh? Tại sao em lại muốn xa anh? Em đâu có muốn xa anh, em đâu có muốn xa anh. Hương em. hợp lương duyên và nhận anh làm con rể. Em theo anh về quê để ra mắt mẹ, giữa mừng lo vì sợ mẹ không thương. Nhưng em tin rằng rồi mẹ sẽ thương, vì đã có đứa cháu nội tương lai nối dõi. Ai cũng ngờ đâu tiếng con không được gọi, không được nhận làm con dâu sống hạnh phúc trong gia đình. Anh ở đâu trong thề, yêu sắc son một lòng. Tình là tình yêu em, còn một đời không phai. Tay nắm tay xây dựng bao ước mơ thay hạnh phúc lâu dài. Mà anh cam lỗi liền còn hơn nhìn em cố em đau. Cho nắng mưa phong trần, đời gian nan còn lắm nỗi trôi. Nếu lỡ mai này hai đứa xa nhau, thì em khóc thật nhiều buồn lắm nghe anh. Trời cao trời làm nhân chứng cho chúng mình thương mến. Chứng cho ta chẳng lìa nhau, yêu thương mặn nồng ngàn năm với tình ta. Chứng cho ta chẳng lìa nhau, yêu thương mặn nồng ngàn năm với tình ta. Thôi anh đừng nói nữa, hết thật rồi. Hương ơi, anh xin thề, anh thề có đất trời chứng giám, nếu anh để em và con thơ lưu lạc, anh sẽ không xứng đáng làm người cho trời chu đất diệt anh đi. Anh đừng thề. Em tin rồi, em tin anh rồi mà. Hương, em tin anh. Hương ơi, anh sẽ yêu em suốt đời, dù trong đau khổ. Vậy, dù trong đau khổ. Anh ơi. Hả? Anh lau nước mắt cho em đi. Em à, anh lau nước mắt cho em nè. Em quên hết đi nghe em. Em hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi đi em. Nè, bây giờ em hãy cười đi Hương. Trời ơi, em đang buồn muốn chết mà anh bắt em cười, sao em cười nổi. Cười đi, cười với anh đi. Nãy giờ chuyện buồn không à. Bây giờ em hãy cười với anh cho anh vui đi. Trời ơi, em nói em cười không có nổi mà. Ráng cười đi mà, cười đi em. Em cười kỳ quá à. Anh sẽ yêu em suốt đời. Cả con của chúng mình nữa chứ. Phải, cả con của chúng ta nữa. Anh ơi, bây giờ anh hôn con đi. Hôn con? Con ở trong bụng hôn luôn hả? Được rồi, anh hôn con đây. Là con yêu nè, con quý nè, con thương của ba nè. Con mình nó thơm quá trời em ơi. Em ơi, con mình nó nói chuyện em ơi. Nó nói gì vậy anh? Nó nói má ơi, má ơi, đừng bỏ ba con nhé. Anh ơi, mai mốt á, anh muốn em sanh cho anh con trai hay là con gái? Anh á hả? Anh thì anh muốn là em sanh con gái giống y em cho anh cưng. Còn em á thì em muốn sanh con trai, vì nếu lỡ có xa anh á thì em còn có con để nhớ tới anh chứ. Nữa, mới vui chút xíu nói xa nhau nữa. Anh giận em nữa rồi đó. Anh, thôi mà, em xin lỗi mà. Không có lỗi phải gì hết trơn á. Mới được vui có chút xíu rồi em nói chuyện xa nhau nữa. Thôi mà, em xin lỗi mà, đừng giận nữa mà. Không, tôi giận hoài. Giờ giận hoài phải không? Giận hoài. Giận hoài, em đi luôn á. Hương, em Anh nói chơi với em vậy mà, chứ anh đâu có giận em. Gì nữa? Khóc nữa? Mới vậy cái khóc nữa rồi. Không, em khóc cái gì? Em mừng, em vui. Thật không em? Dạ thật chứ. Anh ơi, sao tự nãy giờ nói chuyện cái em khô cổ à, em khát nước mà. Em khát nước hả? Dạ không ấy, anh về nhà anh múc cho em miếng nước được không? À, về nhà hả? Dạ, được không anh? Thôi được rồi. Nhà có cửa sau không? Có, được rồi, để anh về nhà. Anh đi cửa sau, anh vô cái anh lấy hành lý ra, cái anh lấy nước xong cái ra gì vợ chồng mình đi ra ngoài luôn nghe em. Dạ. Vậy em đứng đây em chờ anh ha. Dạ. Em đừng đi đâu ha. Dạ. Giờ anh đi nha. Dạ. Anh ơi, anh đi lẹ lẹ nha, em đứng đây em chờ anh nè. Nè, em nhớ là em không được đi đâu nha. Dạ. Để chờ anh nha. Lẹ lẹ nha anh, em đứng đây em chờ. Em chờ anh nè. Anh Thành ơi, anh có biết là anh vừa hôn em, hôn con là lần cuối hay không? Em không muốn anh trở thành một đứa con bất hiếu, nên em đành phải ra đi. Thành ơi, thế là chốc lát nữa đây chúng mình sẽ mãi mãi xa nhau. Có nước rồi nè. Em biết không, Trần ai vậy á, anh chui vô cửa sau rồi anh múc nước xong rồi anh lấy vali ra. Trời ơi, cực lắm. Có được có nhiều à, uống đi. Đi về đường nó đổ nữa. Nè em. Hương ơi. Hương à, em đâu được Hương ơi. Giỡn phải không? Tính giỡn trốn tôi phải không? Đây nè, anh đem nước cho em nè Hương. Hả? Thôi từ đây xa cách nhau rồi, em về quê xưa đây, anh ở lại cho trường câu hiếu với sông đường. Hương duyên tình thật với em đâu mà em vội bỏ ra đi không một lời giá biệt. Giờ đây anh biết tìm đâu ra người bạn hiền chung thủy, chỉ trong phút giây thôi là mình dính biệt muôn trùng. Còn đâu sắc son hương lửa chung cùng, hẹn nhạc lìa đôi bởi gió nơi tập tục. Hạnh phúc đã rời vô lệ nhau cách khe, trời ơi ai bài chi cảnh yêu le. Làm mẹ làm cha có thủ chân đổi cổ của con mình. Thương ơi dù biển bồi non lỡ, anh nguyện tìm em đến hơi thở sau cùng. Ta bỏ ta một mình để rồi ra đi cách xa lần trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ăn ngày nào giờ như giấc mơ. Trả lại cho em, trả lại cho hồn ông có sống linh tha thiên về đây mà chứng giám. Nếu hôm nay mà thằng Thành nó không cưới con Tâm thì tôi tự tử theo ông nè. Ai đã bắt tờ đã coi hữu ba hồn chính vía. Mày làm cái gì vậy Sanh? Dạ cậu ba đánh con. Mày làm gì cho nó đánh mày? Dạ con nghe lời bà con múa lụa cho cậu coi, vậy mà cậu đánh con đó. Chắc tại mày múa dở quá cho nên cậu ba mới đánh mày. Rồi cậu ba mày sao rồi? Con dân lệnh bà, con giác đác cho cậu nghe đủ thứ. Nào là tình yêu nhầm nhò gì, đời bây giờ phải kiếm nơi đất rộng cò bay thẳng cánh, nhà lầu xe hơi, hột sòn để mà lấy, để mà làm giàu. Chứ tình yêu như nhầm nhò con mẹ gì. Thằng này coi vậy biết không á, đó mày giống tánh bà chỗ đó đó. Rồi cậu ba mày sao? Dạ cái cậu đánh con à. Con thấy con trai đời bây giờ sao nó dở lắm bà ơi. Không phải như tụi mình hồi đó đâu. Vậy mày nói cái gì? Dạ con xin lỗi bà. Con thấy con trai đời bây giờ nó dở quá bà ơi. Nó ngu lắm. Không yêu thì thôi, mà còn khi yêu rồi thì trời rầm nó cũng nhả nữa. Mà con nói thiệt với bà nghe nha, hoàn cảnh của cậu ba con thấy con còn muốn khóc chết mẹ con nữa nè. Người ta đang yêu tha thiết như vậy mà bà nỡ nào bà cắt đứt vậy đó. Bà ác lắm bà ơi, bà ác lắm. Thôi nín, làm ơn nín giùm tôi á đi. Tôi biết hết rồi. Nãy giờ á mày kiếm chuyện mày chửi xéo tao phải không? Bây giờ mày lên mày mời cậu ba mày lên đây cho tao mau đây. Dạ xin phép bà lần cuối cùng, cho con được tham gia với cậu ba, con khóc cho nó thỏa mãn bà. Trời ơi là trời, trời ơi cái nhà này nó không còn tốn tí tật tự gì nữa hết á. Con ngồi xuống đó đi Thành. Dạ. Rồi con nghe má trăng trối với con lần cuối đi con. Con biết mà, ba với má chỉ có một mình con là trai, tình mẹ thương con biết đến ngần nào. Ba con thì chẳng may mất sớm, bao nhiêu niềm hy vọng muốn giúp con nối nghiệp tông đường thiện vinh dòng họ, mà con lại chà đạp tông môn để chôn vùi danh giá và vong. Mấy ngày nay má nghe biến ngủ mất ăn, con có biết hay không? Má ơi con vô cùng hối hận, thấy mẫu thân nát ruột gan bào, con chua xót nghẹn ngào. Nhưng sao con không nghe lời mẹ thiết tha, lại đắm đuối mê sa, để thế nhân sinh sẽ chán trường, làm mà ô nhục tông đường. Vậy đây là lời vĩnh biệt nếu con cái má hôm nay. Đây là sợi dây tòng lọng nè, nếu mà mày cãi tao thì tao thắt cổ tao chết cho vừa bụng mày. Má đừng chết, má đừng chết má ơi. Con thương má, con thương má lắm má ơi. Con. Dạ. Nếu con thương má thì lát nữa đây á, con Thấm nó có qua đây á, con xin lỗi nó về hẹn ngày lễ cưới rồi bỏ hẳn con Hương đi con à. Nè má cho con biết, nếu mà má mà nghe một cử chỉ nào mà nghịch ý hả thì tao chết cho mày vừa lòng nghe Thành. Má trời ơi, Hương ơi, anh phải làm sao, anh phải làm sao đây Hương ơi. Anh Thành, anh Thành. Chào cô Thấm. Coi kìa, em chứ sao lại là cô. Em là vợ của anh mà. Em là người vợ mà mẹ cha cầm trầu cao cưới hỏi. Một người vợ được cha chồng quá cố di chúc bảo anh phải cưới em. Một mối tình trong quá khứ của hai dòng họ tri kỷ thân giao. Thấm ơi xin Thấm hiểu cho tôi, nào biết được chuyện gì khi ba tôi qua đời, má tôi chẳng hề hé răng. Từ khi tôi đỗ đạt công danh được chuyên ra giải ở Hải Phòng, tôi không biết được chuyện gì việc hai nhà kết thông gia. Năm tháng đã trôi qua tưởng đâu đã nhạt nhòa, tôi quả thật bất ngờ. Chuyện kết hôn với cô Thấm, còn Hương là mối tình đầm ấm khi hai đứa tha thiết yêu nhau đã mặn nồng lửa. Anh là người có học thức, anh cũng nhớ áo mặc sao qua khỏi đầu. Vì có học thức cho nên tôi mới chung thủy với tình yêu. Thế còn chữ hiếu với mẹ cha. Thành, anh có biết là cha mẹ đã hứa hôn cho chúng ta từ lúc nào không? Anh có nhớ không? Lúc anh với em còn nhỏ, gia đình em chạy nạn qua nhờ gia đình anh. Lúc đó em còn bé xíu à. Anh thường dắt em ra bờ sông dạo chơi. Anh đã hái những trái bần chát cho em ăn. Nó chua đến nỗi ăn mà phải nhăn cả mặt. Có một hôm anh nhìn thấy quả bần thật to. Anh tìm cách hái cho em, bị ông bần đánh sưng cả mặt. Em khóc vì em lo cho anh đó. Rồi sau đó anh xa nhà đi học. Em nhớ anh, em khóc thật nhiều. Và từ đó em mới biết được là mẹ hứa hôn cho chúng ta. Trời ơi, tại sao tôi vô tình đến như vậy? Anh còn nhớ vật này không? Con cào cào bằng lá dừa. Phải, con cào cào bằng lá dừa mà anh đã thắt cho em trước khi anh đi học đó. Trời ơi, Thanh đã giữ vật kỷ niệm này suốt 18 năm trời sao? Phải, chỉ có em mới biết quý kỷ vật. Còn anh thì đành lòng nào quên đi. Dù nát thân này, tôi vẫn chọn Hương. Ông Nận! Thấm tát tôi à? Thấm muốn gạn đục khơi trong. Tại sao Thấm vẫn đục? Nếu ngược lại, Thấm là tôi thì Thấm chọn ai? Thấm hãy nói đi. Thấm chọn ai? Thấm hãy nói đi. Anh Thành ơi, cái tác vừa qua là một hành vi của tia hờn ghen bất tận, là nỗi niềm hy vọng yêu đương, nguyện gửi trao trọn kiếp nhân hồng. Anh xem nè, đây là những bức hình anh gửi phận, tôi với Thắm cũng cùng là số phận đã an bài tình trong. Nhưng giờ đây anh cũng bả thương về với Thắm, thì anh cũng chỉ là loài rủ đá vô tri. Thôi thì anh hãy rước Hương về đi, đừng để người ta bị dở dang đời con gái. Anh Thành, anh hãy đi đi, đi tìm chị Hương đi anh, đi anh. Vâng, cảm ơn Thắm, tôi đi ngay. Nhưng không được Thắm ơi. Nếu tôi làm như vậy thì má tôi sẽ quyên sinh. Đã có em lo liệu, anh yên tâm đi anh. Thắm, xin cảm ơn Thắm, cảm ơn tấm lòng cao thượng của Thắm. Hãy đi, kéo không còn kịp nữa. Tôi đi ngay. Đi. Anh Thành ơi, hãy ở lại đây với em. Trời ơi. Kìa Thắm, sao con khóc vậy? Còn thằng Thành đâu? Anh đã đi tìm chị Hương rồi. Trời đất ơi, đúng là thằng con bất hiếu mà. Con Phụng đâu? Đi bắt thằng Thành về đi cho tao, mau lên. Đừng bác ơi, đừng làm như vậy bác ơi. Chị bác, má chứ sao lại bác? Muộn rồi Thành. Không bao giờ ta chấp nhận con Hương trong nhà này. Không bao giờ. Nè, tôi đã nói rồi đó nha, cho lời 20 like là đúng lắm rồi, đừng có nói năng gì nữa hết á. Anh Cường ơi, Anh Cường. Trời ơi, cô Tư bà cướp tới. Chết rồi, biết trốn đâu bây giờ. Chết rồi. Anh Cường, anh chạy đâu vậy? Anh Cường, tại sao mỗi lần gặp em á là anh chạy trốn hả? Có phải anh khi dễ cô Tư Hường cho bà cướp phải không? Đâu có khi dễ đâu. Tôi đang sửa chiếc xe, trời nắng quá nên định chạy vô nhà uống miếng nước. Cô ở đây chơi nha, để tôi uống miếng nước nha, con ngồi đây nha. Ê, anh Cường, ngồi xuống em nói chuyện chút xíu coi. Cô Hường ơi, số tiền đó tôi... Anh Cường, em đâu có nói chuyện đó đâu. Em biết anh khát nước nên em mua cho anh một ca cà phê sữa đá hột gà. Anh uống đi cho nó khỏe. Nè, còn nữa nè, em đã mua hết số cam ngon nhất, một ổ bánh mì dồn thịt heo quay, một chục hột gà lôi tô béo hơn gà thường. Anh uống vào sẽ thấy vấn hương, sẽ mến sẽ thương, cô Tư Hương cho bạc vai, đó là tấm lòng thành của người yêu anh. Cô Hường ơi, tôi không dám nhận đâu, cô Hường à. Anh mà không nhận hả thì em buồn lắm đó. Vì tôi với cô hai cuộc sống không có giống nhau. Không có sao đâu mà, có gì mà anh ngại không biết nữa. Thời buổi bây giờ á, người ta sống rất là văn minh và hiện đại, thích ai á thì đến với người đó, nhất là trai chưa có vợ, gái chưa có chồng thì có gì đâu mà ngại chứ. Anh Cường à, hay là mình sáp đại vô đi anh Cường. Tôi đồng ý với cô là thời đại văn minh người ta xem thường lễ giáo khắt khe. Có những cái cần phải bỏ đi, có những cái cần phải nhắc nhở lưu truyền, nhất là sự thị mỹ của người con gái đó cô ạ. Sao? Ý anh muốn nói là tôi bảo phải không? Đâu có đâu. Cô thì chỉ hơi thôi à. Giả lại cô thì giàu có, còn tôi thì nghèo hèn. Cho bà cướp lời 20 like kỹ nhau dữ lắm, không hợp đâu. Kỹ cái gì mà kỹ? Đối với người ta thì em lấy 20 like, chứ còn anh á thì em có lấy like nào đâu. Chẳng những không lời mà còn lỗ nữa. Anh Cường, vì sợ anh không tiền, thiếu ăn, ốm đói. Đây nè, Cho nên mỗi ngày em phải đến để bồi dưỡng cho anh mập béo hơn người. Thôi tố nhận đâu, cô hãy tách đem về. Sao lần nào anh cũng chối từ như vậy, để em buồn em khổ tim thổn thức lo lắng suy tư. Thấy anh chê em tố tiếc vô duyên, cho bạc góp lời nhiều hơn người khác, nên anh cứ chối từ tình em mãi mãi, trốn tránh đuổi xua suốt 3-4 năm trời. Tôi biết mà, tôi biết anh chê tôi. Nè, tôi mua cà phê sữa đá hột gà, bánh mì thịt heo quay nè. Còn nữa, hột gà nè, không phải gà thường này nha, hột gà lôi đó, ăn bổ dữ lắm á. Vậy mà anh chê, vậy mà anh không nhận. Trời, thôi đi. Thôi. Trời. Cô Hương à, tôi nói cho cô biết là cô đừng khóc nữa. Phải chi cô làm ăn lương thiện thì tôi... Anh Cường, anh cấm tôi cho vay bạc góp thì lấy gì mà sống. Cái nghề này là mẹ truyền con nói, ở không lấy lời mà xài. Đây, ưng tôi đi, tôi lo cho. Anh khỏi lo gì hết, chịu không? Thà tôi chịu cảnh nghèo khổ, chứ không bao giờ tôi lấy người vợ như cô đâu. Vậy thì trả tiền ra đây cha. Hả? Bây giờ anh không chịu phải không? Anh không chịu tôi làm vợ anh phải không? Bây giờ anh không ưng, anh không ưng tôi vậy thì... vậy thì sao? Chúng mình không được yêu nhau thì thôi. Anh trả lại đây bao nhiêu bạc lời, từng giờ, từng ngày, từng tháng, bao nhiêu lời mà tôi đem đến, lời 20 lai trả liền người ơi. Cô Hương ơi, mong cô thông cảm nha. Lúc này tôi kẹt quá, tôi... Sao? Giờ không có tiền phải không? Vậy tôi tính cách này chịu không? Cách gì? Cô nói thử nha coi. Anh chấp nhận em là vợ của anh đi. Hả? Bằng không trả tiền đây. Trời ơi, vậy là tiêu rồi. Vậy là bằng lòng rồi phải không? Anh hết cho em rồi phải không? Thôi, để em về bển nha. Về chi vậy? Về để thu dọn đồ đạc xuất giá theo chồng chứ làm chi. Hả? Trời ơi, gấp gáp cái gì mà dữ như vậy? Không ngồi ngày có tháng gì sao? Bữa nay là mùng 5 mà trời đâu có đổ. Mùng 5 gì cũng biết nữa, mùng 5 gì cũng ngon hết trơn á. Mùng 5, 14, 23 ra đường hốt của người ta đem về mà. Nè, anh ở đây đợi em nha. À, quên nữa, còn chiếc xe này để em đem về bển, em sửa luôn, ở đây đợi em nha. Trời ơi, khủng khiếp, khủng khiếp. Có ai trong nhà không? Hả? Trời ơi, gì nữa đây? Đòi tiền người bạc gì nữa đây? Chết rồi, ai vậy? Không biết, phải nhà này của anh Cường không à? Anh ơi. Hả? Anh kia. Trời ơi, Trường phải không? Anh Cường. Trời ơi, vô đây, vô đây. Trời ơi, Trường. Chào đi chị. Trời ơi, ngồi đi chị. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Chỗ thân quen có gì đâu mà chị ngần ngại. Dạ. Chị Hương à, chị về quê lên đây từ bao giờ? Còn anh Thành đâu, sao không thấy? Em lên đây ngay cái ngày mà em về quê cùng với anh Thành đó. Mà em chỉ đi có một mình thôi anh à. Chị nói gì lạ vậy? Tôi không tin đâu rồi nha. Em nói thiệt mà. Thôi mà, chị đừng có giấu tôi nữa. Anh chị lên thăm tôi là quý lắm rồi. Anh còn đi mua quà cáp làm cái gì nữa. Tôi còn lạ gì cái tánh của anh Thành nữa. Anh Cường à, chuyện đời có mấy ai lường trước được những trái ngang mai rủi. Tôi theo anh Thành về quê, tôi cứ ngỡ mình là dâu, được mẹ chồng yêu quý vì chỗ thủy chung. Hơn nữa, tôi đang mang trong người thai nghén đi chờ ngày sinh nở. Nhưng tôi đâu có ngờ. Trời ơi, cái chuyện gì chị nói mau đi, tôi sốt ruột quá trời. Cái chuyện gì vậy? Ngờ đâu mẹ chồng tôi bắt tội anh Thành là đứa con bất hiếu, vượt qua dòng lễ giáo gia phong, không nhận anh Thành là con, không nhận tôi là dâu, và đuổi chúng tôi ra ngay cái ngày hôm ấy. Vì mẹ đã đi hỏi vợ cho anh Thành rồi. Trời ơi, tập tục lễ giáo gia phong là cái gì mà trói buộc con người vào đường đau khổ như thế này. Bị từ bỏ xua đuổi, sao anh Thành không cùng đi với chị, để chị bơ vơ một mình trong lúc thai nghén thì sao tiện hả chị Hương? Anh Cường à, anh đừng trách anh Thành tội nghiệp. Anh Thành cũng hết dạ thương em. Không thấy dạ đổi lòng, nguyện nắm tay nhau rời khỏi gia đình. Cám lỗi chi đắng xanh thành mà đứa tròn hai chữ thủy chung, để cho anh khỏi mang tiếng lỗi. Nên em đành nuốt lệ sầu mà lê bước ra đi. Trời ơi chị Hương ơi, giữa xứ lạ quê người đường đi nước bước không có thông. Những điều không muốn có thể đưa đến cho mình, ai mà lường trước được. Chị quá liều lĩnh chị Hương à. Bế tắc quá phải đành nhắm mắt liều thôi anh à. Nếu tôi nhớ không lầm thì thời gian trôi qua đã 5 tháng rồi. Vậy từ ấy đến nay chị lấy gì mà sinh sống chứ? Em không ngại công việc gì, miễn ai mướn cái gì em cũng làm hết trơn á. Em cố mong có một ít tiền để em trở về ngoài ấy. Nhưng mà anh thấy không, ăn không đủ no thì lấy đâu mà về chứ. Chị bơ vơ lạc lõng như thế này mà anh Thành không tìm đến chăm sóc cho chị. Tệ thật mà, anh tệ thật đó. Anh đừng có trách anh Thành tội cho anh ấy. Anh Thành không có từ bỏ mẹ con em đâu, nhưng làm sao thoát khỏi sự trói buộc của gia đình. Cũng thật là khó xử ha. Anh Cường à, hoàn cảnh của em như thế này á, cho nên hôm nay á, em đến đây á, làm Chị đừng băn khoăn gì cả. Tôi với anh Thành là chỗ bạn bè thân thiết với nhau, dưới mái trường từ nhỏ mà. Chị cứ an tâm ở lại đây đạm bạc cũng được. Tôi sẽ tìm anh Thành bằng cách giúp đỡ cho chị. Trời ơi anh Cường ơi, ân nghĩa này á em không bao giờ quên được hết trơn. Là bạn bè thì phải có trách nhiệm với nhau, lúc nguy khó chứ. Chị đừng nghĩ đến chuyện nghĩa ơn. Ui da. Hả? Chị làm sao vậy? Ây da. Hả? Chị gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên tôi đau bụng quá à. Chắc chị đi đường trúng gió chứ gì. Nè, dầu nè, xích đi. Khoan, để tôi tính lại coi. Sao? Trời ơi, Cường ơi. Hả? Trời ơi, em đau bụng này không phải là đau bụng trúng gió đâu. Chứ sao? Mà em chắc đau bụng đẻ quá. Hả? Dạ. Trời ơi, tôi trời đau quá trời, làm sao bây giờ? Chị đâu có gì. Trời ơi, chết ra tôi rồi. Trời ơi, chị tới ngày sinh đẻ rồi hả? Dạ. Bây giờ đau quá anh Cường ơi. Anh coi ở phố này có bà mụ không? Trừ em đi. Trời ơi. Chị Hai ơi, chị Ba ơi, ở đây có mụ không? Ông Tám ơi, ông Chính ơi, ở đây có mụ không? Chị biết ở đây có mụ không? Chị... Trời ơi, cái nhà này của anh, xóm này của anh, làm sao tôi biết là có bà mụ hay không? Trời ơi, tôi đau quá dao dạ trời đâu. Nè, đừng có đừng sang nhà tôi nghe. Trời ơi, để tôi lấy áo tôi mặc tôi rước mụ cho. Ở đây nha, đừng có đẻ nha. Chờ tôi nghe. Hả? Trời ơi, chết rồi. Chiếc xe đạp của tôi đâu rồi? Chiếc xe đạp tôi ai lấy rồi? Trời ơi, chết mẹ rồi. Mẹ kia mới lấy chiếc xe đạp của tôi rồi. Nè bây giờ nghe, chị ở đây để tôi lấy chiếc xe đạp, chị chờ tôi chút nha. Nè đừng có đẻ nha, ráng nín đừng đẻ, chờ tôi nghe. Nghe, chờ nghe. Ôi đau quá. Ôi đau quá, đau chắc là quá. Cái gì nỡ đến ngày con ơi con, nằm con nằm mà cho yên mẹ con mình đang chơi với giữa biển đời long. Đông đang gặp cơn sóng gió bao cùng, thương mẹ con nằm con ngủ cho ngoan. Con đã con chòi mẹ đau xé thịt gan. Anh Thành ơi, hiện giờ anh ở đâu? Anh có hiểu cho tên em không? Người ta nói mà, đàn ông đi biển có đôi, ơi, có xe đạp rồi, có xe đạp rồi. Anh Cường ơi, đau quá anh Cường ơi. Chị chắc Hương, tôi đẻ liền bây giờ quá. Chị Hương, chị bớt đau chưa? Bớt không? Trời ơi, chưa sanh thì làm sao bớt được. Hả? Anh Cường ơi, sao? Hồi đó đó, anh đẻ anh có đau như gì không anh Cường? À, trời đất ơi, từ nhỏ đến giờ tôi có đẻ lần nào đâu mà tôi biết. Ê, tôi quên, xin lỗi. Trời, tôi đau quá, tôi quên mất. Anh Cường ơi, anh làm ơn coi cái chỗ đồ của tôi nó đủ hết đồ đạc chưa? Đâu rồi, đâu rồi. Để coi. Bình thủy có, áo em bé có, xà bông có, sữa hồng thọ có. Gì đây? Miếng tả em bé. Xong chưa? Rồi, xong hết rồi. Đủ hết rồi đó. Lên xe đi. Rồi. Lên đi. Hả? Trời ơi, chị làm gì vậy? Đi đẻ. Trời ơi, chị đi đẻ mà giờ chị chạy hay là tôi chạy? Vậy chứ giờ tôi ngồi đâu? Trời ơi, ngủ đi nè, ngồi sao? Vậy hả? Ngồi lại. Trời ơi, không có được. Ngồi như vậy lính phạt chết, không có được. Vậy ngồi đâu? Qua đi. Bên này hả? Qua đi, đây lính. Rồi chưa? Rồi. Trời ơi. Chị sẽ vô. Rồi. Sát vô. Rồi. Sát vô. Thè là như vậy, sát cái gì được? Trời ơi, chị làm việc của điên mất mà chị ơi. Bây giờ chạy nè, chạy. Rồi, xuống dưới sân rồi, xuống đi. Trời ơi, cái gì mà xui vậy, tôi đẻ liệm da trầu, tôi đau quá, da trầu, tôi đau quá. Thử đặt cái đi, không có được, đừng đẻ giữa đường, giữa xa, không có được đâu. Nhanh lắm. Rồi chưa? Rồi, lên xe, lẹ lên. Rồi. Lên lẹ đi. Thôi, để tôi ngồi vậy cho chắc ăn. Ngủ gì kỳ vậy? Thôi, ngồi vậy nó chắc ăn mà. Được không? Ê, anh Cường ơi. Sao? Tôi mệt quá. Trời, tôi muốn xỉu, tôi muốn xỉu. Thôi, đó, vậy rồi. Anh làm cái gì vậy? Làm gì cho chắc ăn. Vô. Chị tỉnh lại rồi hả? Đây là chén thuốc của chị nè. Chị uống đi cho lại sức. Uống đi chị. Cảm ơn anh. Sao? Con gái. Trời ơi, dễ thương quá ta. Cười. Nè, ngoan nha. Không khóc nha. À, con khát sữa rồi phải không? Được rồi, để ba cho con bú nè. Yên quên, bác chứ. Lộn. Thì ba nuôi không được chứ còn sao đâu. Anh Cường ơi, ơn của anh biết bao giờ tôi mới trả được. Anh Cường, nếu như tôi có mệnh hệ nào, chị Hương, anh thì vì tôi mà nuôi cháu cho nó nên hình nên dấp. Nhưng anh hãy hứa với tôi là đừng bao giờ cho ba nó biết, để cho ba nó được làm tròn chữ yêu nghe anh Cường. Chị Hương, anh hứa với tôi đi, anh hứa đi. Chị Hương ơi, xin chị đừng bận tâm đến chuyện nghĩa ân, hãy lo tình dường chớ quá liều thân, để được sống trên đời mà sống được để mà nuôi con. Chị Hương ơi, hãy nghe tôi, đừng nghĩ mãi những điều quanh quẩn ấy. Bệnh căn của chị tuy có phần trầm trong, nhưng chắc sẽ sớm lành mạnh vì đấng bề trên cũng thương xót kẻ nhân từ. Định số nào khắc khe đây nên cảnh thương sầu. Cháu bé có tội gì đâu, nó có tội gì đâu mà phải chịu cảnh cục côi. Chị với anh Thành có lầm lỗi chi đâu mà phải em bắt nhãn lên. Tôi tin anh Thành là kẻ ngang tàn, chị ráng sống đời ngày đồn tu cho cha tôi chồng vợ được xinh danh. Bơi bơi đau đớn thương đời con, thương đời em bởi đâu dương dòng cay đắng để cho anh phải thêm nặng lòng. Anh hãy dưỡng nuôi giùm cho cháu được thành nhân, ơn của anh em ghi tạc trong lòng. Chị Hương ơi, tôi vẫn ước mong ngày vợ chồng chị vui vầy tâm họp, nhưng điều bất hạnh xảy ra là chị xa lìa khỏi nơi. Cháu bé tôi sẽ nhận làm con dù tôi nghèo vất vả. Tôi nguyện đùm bọc của cháu đến lúc thành nhân, nhưng xin chị cho tôi được cho cháu về cõi cô. Nếu như anh Thành hết giả thủy chung đi tìm kiếm vợ con của mình, đó là tôi hứa điều giản bất đắc dĩ xảy ra nghe chị. Còn tôi thì vẫn tin rằng anh Thành sẽ tìm lại chị mà thôi. Anh Cường, ơn của anh bao la như trời biển. Vậy tôi xin anh, hãy nhận một lạy này. Kìa chị Hương, chị đừng làm như vậy mà chị Hương. Thôi, chị với cháu ở nhà, tôi đi ra ngoài một chút nha. Không biết có phải nhà này không nữa, sao giống quá. Anh Cường ơi. Hả? Hương. Anh Thành. Hương. Hương, tỉnh lại đi Hương, tỉnh lại đi em. Anh đây nè, anh về với em đây nè. Tỉnh lại Hương. Anh Thành, anh đâu rồi? Anh đây. Anh Thành. Hương, anh đừng có bỏ em nghe anh Thành. Không, anh không bao giờ bỏ em nữa. Mình sẽ bên nhau mãi mãi, mình sẽ không bao giờ rời nhau nửa bước nghe em. Anh, con của mình kìa. Hả? Anh bồng con đi. Con của mình? Con của tôi? Trời ơi, con ơi. Kìa, tại sao em lại khóc? Anh Thành ơi, nếu lỡ như em có mệnh hệ nào. Anh cấm thì... em, anh cấm em không được nói như vậy. Từ ngày hôm nay, em có lên trời anh cũng sẽ lên trời tìm em, em có xuống đất anh cũng chui xuống đất để tìm em. Chứ nó còn ở trên trần gian này, vắng em anh sẽ quá điên quá khùng mất đi Hương à. Anh nói bậy không hả? Anh nói thật đó. Anh biểu người ta đừng có nói bậy. Còn anh thì... Thành ơi, giá như em có chết đi thì anh cũng phải dừng bước chứ. Còn con của chúng mình nữa anh. Tất nhiên là anh sẽ dừng bước, nhưng không buồn làm sao được hở em. Hai đứa luôn ước mơ cùng nhau, đồng cam cho đến chết. Em nỡ đâu xa anh nhìn con khờ. phải sống, em phải sống đi cùng anh sánh bước trên con đường hạnh phúc. Vì con chúng ta là dấu tích của tình yêu và là niềm tin cho vợ chồng ta trong cuộc sống trong lành. Nhưng sự sống của em giờ đây như sợi tơ. Hương ơi, bão giông nào cũng có ngày bình yên gió lặng. Em phải sống đi cùng anh nuôi dạy con thơ. Anh cầu mộng giang dây đấng cao xanh ban phước lành cho em mau qua khỏi bệnh. Đừng làm cho anh sợ. Em đã hứa với anh là mình sẽ sống bên nhau, không bao giờ xa nhau nửa bước, dù gặp trăm ngàn lần cay đắng. Em hứa mà em quên đâu. Thành ơi, Thành ơi, từng lời thiết tha, từng lời chung thủy đang sâu vào tim gian hòa trong mạch máu. Em ước ao một ngày nào đó anh dẫn em về quê để ra mắt mẹ. Mẹ sẽ khen em là vợ hiền dấu thao và bằng lòng tá hộ lương duyên. Rồi chiều chiều anh dắt em đi dạo, anh tập em qua chiếc cầu tre lăng lèo để chúng ta cùng nhìn hoàng hôn lặng lặng cuối chân trời. Hương ơi, điều đó sẽ trở thành sự thật. Hãy hướng về tương lai dù chỉ là hy vọng mong manh. Vắng em rồi đời có nghĩa gì đâu, như nắng vàng le lói vào những buổi chiều rơi. Chị Hương ơi, chị Hương, chị Hương ơi. Anh Thành ơi, tôi gặp anh tôi mừng quá. Trời, anh mới về hả anh Thành? Mới về, anh khỏe không? Ừ, khỏe re. Trời ơi, khỏe muốn chết luôn nha. Anh Thành, trời ơi, tôi mừng vì vợ chồng anh sum họp. Con của anh sẽ có cha, có mẹ, tôi mừng quá anh Thành ơi. Trời, anh Cường ơi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Xin thành thật cảm ơn anh, xin tạ ơn trời Phật. Tôi cũng cảm ơn trời Phật, bây giờ tôi khỏe re rồi. Anh Cường có biết không? Sao? Khi mà mất Hương rồi đó, tôi đi tìm khắp nơi khắp chốn, tôi bán tất cả đồ đạc của mình thì có. Tôi đi ra tới ngoài ngoại á, tôi tìm vợ tôi. Bố mẹ tôi mới nói là vợ tôi không có về. Rồi từ ngoài đó tôi mới lặn lộ về đất Sài Gòn này. Hôm nay tôi ghé nhà anh là tại vì tôi không còn tiền nữa. Tôi mệt mỏi quá, tôi đến đây tính tá túc vài hôm. Có ngờ đâu vô tới đây cái tôi... Có ngờ đâu gặp vợ con mình ở đây phải không? Mừng mẻ rồi phải không? Dạ. Em ơi, con mình nó trai hay gái vậy em? Con gái. Con gái hả? Nó tên gì em? Anh hỏi ba nuôi của nó đó. Dạ hả? Ba nuôi ơi, ba nuôi. Cái gì đó con? Cái gì? Lộn. Anh là ba nuôi của con tôi. Con tôi tên gì anh Cường hả? Thôi được rồi, để tôi kể cho anh nghe. Rồi đây, anh biết không, cái hồi mà chỉ cận ngày mới ghé tạc qua đây, đang nói chuyện với tôi tự nhiên với kêu đau bụng mà. Trời đất ơi, từ đó tới giờ chưa có một mảnh tình dắt dây, nói chi cái chuyện quạt than giặt tả phế sữa cho tôi bú. Quên cho cháu bú lợn bú nữa. Nè, bây giờ tôi cho anh hay cái tin này nè. Sao? Bác sĩ nói chỉ bị lao lực, lại sanh khó phải mổ đó. Hả? Nè, biết giờ tôi phải mổ đó. Mổ đó. Vậy nè, tôi nói anh nghe nè, tôi phải đứng ra ký tên bảo lãnh làm chồng đó. Dòm như vậy, làm chồng giả cho nội ơi. Biết rồi, tao không nghe vậy đâu. Anh biết không, tôi rối quá đi, cho nên tôi chưa đặt tên cháu là gì hết đó. Thôi bây giờ hai ông bà để tâm sự ha, để tôi ra chợ mua con gà mở tiệc ăn mừng ngày gia đình sum họp ha. Thôi mà anh Cường ơi, mua chi cho nó tốn kém vậy? Đừng có lo, mua chịu quen rồi. Sức anh này. Em có sao không em? Hả? Không sao đâu anh. Tại gặp anh em mừng cho nên em xúc động vậy thôi. Em biết là bệnh của em sẽ hết mà. Em sẽ sống với anh đời đời kiếp kiếp mà. Phải, mình sẽ không bao giờ xa nhau, không bao giờ vợ chồng mình rời nhau nửa bước, phải không em? Con của chúng mình nằm đó, nó sẽ là chứng nhân của một mối tình chung thủy. Có phải vậy không em? Dạ phải. Dạ phải, dạ phải. Phải bây giờ có giống như hồi đó không? Tự nhiên cái anh ơi lấy nước cho em uống, khai từ đi lấy nước cái đằng này bỏ trốn mất tiêu vậy đó. Anh tìm khắp nơi khắp trốn vậy à? Thì lần này em sẽ mãi mãi bên anh mà. Em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa phải không? Dạ. Em nói chắc phải không em? Chắc mà. Nói gì em thề đi, em thề đọc đi. Thôi thề chi à, thôi được rồi, bây giờ vậy em ngoéo tay với anh đi, nghe không? Ừ, ngoéo thì ngoéo chứ. Đâu rồi, đâu rồi? Anh Cường đâu rồi? Anh Cường đâu? Ủa, sao giờ này vẫn chưa đi? Bộ mấy người tính nằm lì ở đây luôn hả? Tôi chịu hết nổi rồi. Cũng vì mấy người mà duyên tình của tôi đổ vỡ. Anh Cường mượn của tôi biết bao nhiêu là tiền bạc. Cô à, tôi xin cô hãy thông cảm dùm cho hoàn cảnh của tôi. Không có thông cảm gì hết á. Ai vậy em? À, cô Tư Hường đó. Cô cho tiền góp ở đây nè. Ủa nói vậy ông này là chồng của bà này hả? Em à, chuyện gì vậy em? Chuyện gì? Thì chuyện mấy người ăn bám ở trong gia đình tôi chứ chuyện gì. Đã nghèo mà còn bày đặt bệnh hoạn, đã nghèo mà bày đặt đẻ chữa, đẻ ra không biết đặt tên con là gì, để đứa con không có tên, đứa con không tên, nghe phát ghét. Rồi ông Cường đâu rồi? Có rồi đây. Ê, định trốn hả? Anh không có chạy thoát được đâu. Đi đâu á? Mua gà. Chứ, trời đất ơi, mua gà, sung sướng quá. Tưởng mượn tiền của tôi làm gì, ai ngờ đi mua gà đãi mấy người này phải không? Nè, bây giờ có đủ mặt mọi người, anh nói đi, chừng nào anh đuổi mấy người này ra khỏi nhà. Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi thiếu nợ cô á, cô nói nặng nói nhẹ tôi được, chứ cô không được quyền nói nặng bạn bè của tôi, nghe chưa? Nghe chưa? Bạn bè gì mấy thứ người nghèo khổ đó, anh bắt chước tôi nè, lựa bạn, người ta lựa bạn giàu có, nếu có túng thiếu mình còn mượn tiền được, còn ba cái thứ nghèo khổ này tiền đâu mà cho mình mượn. Anh đứng đó đi, để tôi nói chuyện với mấy người này nè. Tôi nói cho các người nghe mà phải tự quyết định, những điều kiện tôi đặt ra có được hay là không. Tôi không thể chờ lâu, tiền của tôi không phải là tiền mục. Anh Cường, anh hãy nói đi, anh có đuổi họ hay là không chứ? Cô Hương à, tôi đã nói rồi là tôi không thể yêu cô, vì giữa tôi và cô á không hợp tính tình với nhau đâu cô Hương à. Anh Cường à, vì chúng tôi mà anh phải khổ nhọc. Cô Hương, vậy thôi được rồi, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Biết điều. Anh Thành, chị Hương, hai bạn cứ ở đây. Tôi không phải là hạng người tham sang phụ khó. Còn chuyện này để tôi lo. Ê, cô Hương. Gì? Một lần nữa tôi nói dứt khoát cho cô biết. Sao? Là tôi không bao giờ chấp nhận là chồng của cô. Ừ. Cô hãy về đi, cô nghe rõ chưa? Gì? Gì? Anh về mấy người này mà anh đuổi tôi phải không? Anh không yêu tôi phải không? Tôi nói không là không. Trời, được rồi. Anh chống mắt lên coi nè. Tôi chết tại đây cho anh coi nha. Cái gì? Tôi chết cho anh coi chứ sao? Chết hả? Chết đi. Tôi chết cho anh coi, tôi chết cho anh coi nha. Ủa? Sao tôi chết không ai cả hết trơn vậy? Bạn người với cô chết thì đồ đi. Chết đi. Trời đất ơi, đâu có dễ chết. Giờ không chết trả tiền đây. Được rồi. Tôi hẹn 3 ngày nữa tôi sẽ trả tiền cho cô đầy đủ. Bây giờ một lời dứt khoát. Sao? Cô hãy về đi. Tôi không muốn thấy mặt của cô ở đây nữa. Thôi cô hãy đi về. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa, vậy đi. À, gì? Anh đuổi tôi nữa phải không? Đuổi nữa hả? Được rồi, tôi về. Cho xem 3 ngày nữa anh có tiền trả tôi không cho biết. Nếu không á hả, tôi nói tiền ra, tôi quậy nát nè. Tôi quậy cái căn nhà này cho coi nè. Tôi quậy cái căn nhà, tôi quậy cái thôi. Phá nhà hả? Ủa? Sao? Trời. Nghèo bày đặt yêu, có tiền có của như tôi yêu còn chưa thấy gì nữa. Anh Cường à, tôi không thể chịu được cảnh này anh Cường à. Tôi không thể chịu được cảnh người ta xem thường những người như chúng tôi. Bây giờ tôi phải đi làm cái gì ra tiền để tôi nuôi vợ nuôi con tôi. Anh Cường, Hương, em ở nhà, anh làm cái gì ra tiền để nuôi em với con. Anh đi nghe Hương. Anh Thành, anh Thành, anh Thành. Cà đêm đi, ai ăn cà đêm không? Ê Đực. Dạ. Hồi sáng tới giờ mày bán được bao nhiêu rồi mày? Đưa tiền tao xài coi. Sáng tới giờ em đâu bán được gì đâu anh hai. Anh hai à, có cái thằng nào lạ quắc vô nó bán dành với em đó anh hai. Thành ra em ế muốn chết luôn á. Mày coi có phải nó là đàn em của tao không? Không phải. Thằng này ở đâu lão quắc à. Nó lấy chung chỗ với em nè. Mà nó bán có 2 xu cây cà đem mà. Làm em ế muốn chết nè. Thôi được rồi, chuyện đó để tao lo cho. Mày đi bán đi. Dạ. Cà đem đây, ai ăn cà đem ơi. Cà đem đây, cà đem đây bà con ơi. Cà đem đây. Cà đem đậu xanh, cà đem sầu riêng ngon lắm bà con ơi. Mua vô, mua vô. Yeah. À, dạ thưa anh hai. Dạ mời anh hai mua cây cà đem. Dạ cà đem đậu xanh ngon lắm anh hai. Mua hả? Ê dạ. Mày ở đâu? Mày lại đây mày bán, mày không xin tao mày. Mày có biết chỗ này đàn em của tao bán không mày? Dạ thưa anh hai, dạ hoàn cảnh khổ quá. Dạ nhờ anh giúp cho em bán kiếm chút đỉnh về để mà lo cho... Không có thông cảm gì hết á Đức. Dạ. Mày lấy thùng cà đem của nó cho tao. Dạ. Nè, anh hai ơi, anh hai. Là tình người với nhau khi gia đình lâm cảnh khốn cùng. Vợ nhà mới sanh đang đau yêu chẳng có thuốc thang. Mẹ cha xua đuổi lang thang già con cổ. Đôi rách não đùng với một cháu bé tuổi tròn đôi trăng. Dù là nửa trăng đau yếu gì cũng mặc kệ mày. Anh hai, nơi này là nơi tao mua đứt bến bãi tao làm ăn. Nhưng mà em Đất. Mày lấy thùng cà đem của nó, mày đem đổ đi. Anh hai, tội nghiệp tôi mà. Anh hai, tao không có thì giờ không nói dài dòng lăng nhăng. Đổ bỏ đi Đức. Anh hai, đổ lên cho tao. Các ông ơi, xin các ông mở lòng nhân ái. Vì chính thùng cà đem đây đã nuôi con thơ ngày hai bữa. Và người vợ xóm khuya trong cơn sức mòn hơi tàn. Các ông ơi, cuộc đời tôi đang lâm cảnh cơ hàn. Đứa trẻ sơ sinh đang thiếu dòng sữa mẹ. Còn vợ hiền thì kiệt sức mòn hơi. Tôi lại các ông, tôi quỳ tôi lại các ông. Đừng đổ thùng cà đem này tội nghiệp tôi lắm các ông ơi. Vì tôi không còn tìm đâu ra một đồng xu nhỏ. Để ngày hai bữa xóm hôm kiếm tạm qua ngày. Ôi hơi đâu mà nghe nó Đất. Dạ. Đổ bỏ mày. Dạ. Anh hai ơi, tội nghiệp tôi mà. Tội nghiệp tôi mà anh hai ơi. Tôi gian tôi lại anh hai mà. Nghe mày than tao cũng thương. Thôi bây giờ tao có cách này. Mày bán bao nhiêu một cây cà đem mày? Dạ thưa 2 xu. Nếu mày muốn bán ở đây á thì một cây á mày phải đóng cho tao 1,5 xu. Anh hai ơi, như vậy mày muốn bán ở đâu tùy ý mày, được không? Anh hai à, tôi bán có 2 xu lấy 1,5 xu rồi còn đó tôi mua sữa cho con tôi bú. Tôi nghiệp vợ tôi nhà nó khệ mày. Một là đóng 1,5 xu. Hai là tao đánh mày dở mặt. Đổ thùng cà đem của mày. Mày chọn đi. Anh hai ơi, tôi bán chỗ khác không ai mua hết trơn á. Anh thông cảm giùm cho tôi bán ở đây anh hai, tội nghiệp tôi mà. Anh hai. Vậy chiều nay tao ghé tao lấy tiền nha. Bây giờ mày đi bán đi. Trời ơi. Đi đi mày. Dạ. Cà đem đây, cà đem đây, cà đem đây bà con ơi. Anh hai, anh hai kìa, anh hai thấy không? Nói cho anh hai nghe chuyện này nè. Gì nữa? Mấy ngày nay đó có một ni cô khất thực qua đây nè. Đẹp lắm anh hai ơi, đẹp lắm. Em muốn chọc á, nhưng mà em sợ trời Phật cắt lưỡi của em quá. Ni cô mà đẹp lắm hả mày? Dạ đẹp lắm. Á kìa. Gì? Anh hai, mới nhắc có tới liền kìa. Đâu đó, đó, thấy không? À, đẹp thiệt nghe mày. Đẹp chứ. Mày để anh hai mày trổ tài nghe. Dạ. Mày coi nè. Nico, xin Nico dừng bước. Tôi có đôi lời giảm hỏi. Chẳng hay duyên cớ gì mà Nico lại thi phát quy y. Hay quá, anh hai nói hay quá. Tiếp tục anh hai, tiếp tục nữa đi. Nico, tôi nhìn tướng mạo Nico đây chẳng phải người thường. Rất là sang, rất là quý phái phải không? Nico ơi, vậy mà tại sao nó quên đi cuộc đời tương lai lắm nhiều đam mê, biết bao nhiêu vật ngôn của lạ mà con người mong đến được hương tình đã lắm em mời lành đỡ bỏ đi vô trong chùa cắt tóc cạo đầu bỏ anh chung trần gian một mình đơn côi hãy cho anh theo cùng. Anh hai ơi, anh hai đừng có bỏ đi. Anh hai mà bỏ đi á chắc là em phải khất thực luôn quá à. Ấy nhưng mà đâu được anh hai, Nico này đâu có trả lời được. Nếu mà trả lời đó là phạm với điều lệ của nhà Phật nha. Tao sẽ chọc cho đến khi nào cô ấy mở miệng thì thôi. Ê thằng kia, đưa dạy cái cà rem đây coi mày. Lẹ mày. Anh hai à, anh hai, hồi nãy anh hai lấy hết rồi còn mấy cây để em bán kiếm chút đỉnh. Tội nghiệp em bán kiếm chút đỉnh về em nuôi vợ nuôi con em. Không có nói nhiều mày. Đưa đây mày, nhanh lên. Dạ đây. Nico, đây là tấm lòng thành của một kẻ cô đơn tặng cho người thất thực. Kìa, các ông, tại sao các ông lại đối xử với người tu hành như vậy? Ê, cái thân của mày mà mày không lo, còn là hiệp sĩ hả mày? Hiệp sĩ nè, đánh mày hết hiệp sĩ luôn nè. Trời ơi. Thôi đợt ai, nó chơi vậy chứ Nico mà chế gì. Thôi đi mày, đi. Hả? Không. A-di-đà Phật. Trời ơi, tại sao Thắm lại thí phát quy y? Không, ông đã lầm ai rồi. Tôi không là người ông đang gọi đâu. Không đâu, tôi không làm đâu. Chính Thắm đây mà. Tôi là Nico Diệu Thiện. Chào ông. Thắm ơi, Thắm hãy dừng lại cho tôi hỏi vài lời. Tại sao Thắm lại tìm vào nơi vắng lặng? Điều đó ông phải hiểu hơn ai mới phải mà. Trời ơi, định số sắp bài chi cái nghiệt lá lai. Thắm thì tìm vào cửa Phật, còn tôi thì đã nông nổi này. Thắm ơi, hãy tha thứ cho tôi. Nếu như chúng ta không duyên không nợ thì trên đời này còn rất nhiều người đàn ông khác hơn tôi. Thắm như một bông hoa hồng nở trong nắng sớm, mà bướm ông rất ham muốn được đậu vào. Thì tại sao Thắm lại tìm vào nơi vắng lặng? Vì tôi đã quen rồi từ nhỏ với ý nghĩ ông là chồng của tôi. Trời ơi. Nhưng sự thật ngược hẳn với điều tôi muốn. Chỉ có tìm về với Phật, lòng mới mong thanh thản. Hỏi sao số phận đành dương, buồn đau đắng cay tôi buồn cho kiếp người, cho hai mái đầu xanh. Thắm ơi, Thắm ơi, Thắm đừng đi mà. Tuổi Thắm còn trẻ, đời Thắm còn dài. Thắm hãy suy nghĩ lại đi. Hãy nghe tôi mà Thắm. Lòng đã quyết quên chuyện trần ai, xin người cho tiện đi lui gót. Thắm, Thắm ơi, Thắm. Anh Hai, anh coi nói kìa anh Hai. Bây giờ đưa tiền cho tao mày. Tới giờ rồi đó, đưa đây. Để mày. Tôi có bán được gì đâu. Tại sao các ông ác độc với tôi? Tại sao các ông tàn nhẫn với tôi như vậy? Ác độc con, ác độc, tàn nhẫn nè. Tàn nhẫn nè. Thôi, chết luôn. Đánh lên cho tao. Dạ, đánh lên. Đánh lên cho tao. Chết nè. Tài trở đi. Cấm mày. Cấm mày không được buôn bán ở đây. Nghe chứ mày. Đi mày. Dạ. Nhớ cho mày. Đến đây mùa nhục tôi nhẹ, miếng cơm ăn của người vợ khổ đau, mắt rưng rưng bồng còn khác xưa. Ai nghe thấy không? Tiếng rao hàng lặng lội sông trưa, ước mong sao đừng rơi nước. Anh đi đâu không anh Cường? Dạ, anh không nói đi đâu hết chị à. Trời ơi, sao tới giờ này mà anh chưa về nữa? Trời ơi, tôi sốt ruột quá à. À không sao đâu chị à, chắc anh về tới bây giờ đó. Chị Hương ơi, mấy ngày nay chị uống mấy thang thuốc của chị có khỏe không? Dạ đỡ lắm anh Cường à. Bữa nay tôi thấy khỏe nhiều rồi. Chị sẽ khỏe mạnh thôi, vì có anh Thành về bên chị mà. Anh Cường, anh cứ chọc vợ chồng tôi hoài ha. Hương ơi, Hương ơi, anh về đây em ơi. Hương, anh mới về à. Em, sao, em khỏe không? Dạ em khỏe nhiều rồi. Con mình ngủ ngon không em? Dạ nó ngủ rồi anh à. Dạ hả? Em ghét anh quá hà. Em ghét anh gì? Anh đi đâu mà anh không nói cho em với anh Cường biết nữa. Trời ơi, nhà sốt cả ruột vậy đó à. Em biết không, anh đi xin việc làm. Anh có tiền rồi nè à. Hương, anh có tiền nè. Anh Cường, tôi có tiền rồi nè anh Cường. Trời, anh làm gì mà có tiền nhiều quá vậy? Anh phải nói cho em biết. Thì anh mà... Trời, trời ơi, sao mặt mày anh tím bầm như vậy? Trời ơi anh Thành, tại sao mặt như vậy? Ai đánh anh? Hả? Chắc là anh làm chuyện gì bậy bạ rồi phải không? Không đâu em. Em biết không, anh đi tìm việc làm. Người ta nhận anh dạy rồi. Nhưng mà còn một tuần nữa lận. Trong khi không có việc làm, cả gia đình mình không ai có tiền, cho nên anh đi bán cà rem. Hả? Anh đi bán cà rem mà anh Thành? Phải, anh đi bán cà rem rồi anh vô nơi mà tụi nó bán đó, tụi nó đè nó đánh anh đó. Trời ơi, trời ơi, nhìn những vết bầm trên gương mặt của chồng tôi khiến cho lòng tôi thêm chua. Nhưng trái tim tôi còn đau đớn nhiều hơn vì người tôi quý tôi thương phải vất vả gian lao cực. cực nhọc đêm ngày. Ôi thương biết là bao một tấm chân tình. Trời ơi, một ông đốc học con nhà giàu sang quyền quý mà lại phải đi buôn tàu bán tần như một kẻ ăn xin. Thành ơi, tình yêu của anh vô cùng sao không em hả? Sao Hương ơi, anh thề làm bất cứ việc gì dù gian nan cực khổ đến đâu anh cũng không mà khó nhọc, miễn sao có tiền mua sữa nuôi sống con thơ. Bởi vì thương anh mà em phải chịu trăm đắng ngàn cay chan hòa. Mà lại bị đuổi xuôi, không được nhận là dâu, không được nhìn là vợ mà phải lang thang đói khổ cơ hàng. Đã vậy mà em không hề than gian oán trách thì Hương ơi, dù cho có nát thân này chứ bán cà đem nuôi vợ một vùng đại ra thân nhân mày thì đâu có xấu. Trời ơi, vậy mày đó hả Thành? Chứ còn ai nữa? Một túp liều tranh hai quả tim vàng. Thành ơi, tao đem mày tao câu xấu là vừa rồi Thành ơi. Ừ. Câu xấu người ta câu bằng vịt, chứ ai mà đem bắt ông đốc học đi câu xấu. Dạ thưa ma. Nín. Ai là má của cô mà cô thưa gửi chứ. Đã nhiều lần tôi van xin cô ai buông tha cho thằng Thành mà cô bắt hồn mê muội và dụ dỗ nó chui rút về đây. Dạ thưa bác, con nói cho bác nghe. Tường, từ lâu tôi tưởng cậu là bạn tốt con tôi nên tôi mới để cậu tới lui. Ai ngờ cậu cũng a tòng dụ dỗ con tôi. Thưa bác, xin bác dằn cơn giận. Đã mấy tháng đồ chị nương lánh mặt địa tâm, anh Thành nào có biết có hay. Chị nương sanh nở một mình bệnh tật ốm đau. Má ơi, con vừa tìm gặp vợ con đói khổ ốm đau, phải nương tựa trao rau. Tình cảnh này con biết xử sự làm sao. Tao chưa nói tới mày. Cậu Cường, tôi không ngờ cậu che chở cho thằng con hư đốn của tôi để phá hoại danh giá nhà tôi phải không? Chà đạp tan nát cái bình bông, y cái gia phòng. Sáng. Dạ. Mày qua mày nắm đầu con quỷ cái, mày đánh chết cho tao. Dạ. Đây. Đánh. Dạ. Bác ơi, chị Hương đã âm thầm lãnh thân tìm đường về quê hương đất Bắc để cho anh Thành được tròn chữ hiếu. Để giữ giọt máu thân thương của một gia đình trầm anh dòng tộc mà lại bất hạnh đáng thương như một cọng rác bên đường. Đây, cháu bé còn sống đây dưới cảnh sống đốn trường. Bác ơi, máu thịt này là của bác, cháu nổi mà sao bác lại không thương. Còn kia là nàng dâu hiền lành, vì ai mà lang bạc thương. Bác ơi, bác đuổi xua chi cho nông nổi đốn trường, mang nặng đế đau chiêu đất mang cần. Sao? Bây giờ cậu định lên mặt giải đời tôi phải không cậu Cường? Nè, mấy người đừng có làm tàn nha. Má tôi đâu có cầm trầu cao cưới hỏi đâu mà bắt được má tôi phải gọi là dâu, là cháu nội. dám cả gan mèo đàn to rập dụ dỗ em tôi, chà đạp cho tan nát phẩm giá của gia đình tôi. Bụng làm dạ chịu, bây giờ trách ai đây? Bây giờ tự trách mình đây. Thôi đi má ơi, mà bố thí thêm ít tiền đi, cho nó kéo nhau đi đâu đi phức cho rồi đi. Hơi đâu mà ở đây lý sự đôi con biết nè. Chưa từng thấy ạ, ở trên đời này chưa từng thấy một con người đẹp đẽ như vậy mà không có lương tâm. Nè, tôi cho chị nghe, máu thịt của chị, ruột gà của chị mà chị không thương hả? Thiệt tình tôi không ngờ con người lòng lan giả thú. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi chưa kể cái tội của cậu nha. Cậu này lên mặt mạt sắc mẹ con tôi đó hả? Mà tôi hỏi chị tôi tội gì? Tội to gặp chồng chéo mới lòi ra cái cục nợ đời này nè. Hả? Rồi nuôi không nổi, rồi bắt cái thằng Thành lên gánh giá. Nè, chị nói cái gì? Tôi nói gì đó? Nè, tôi đập chị bể mặt bây giờ đó. Tôi đập chị bể mặt. Anh Cường à, chuyện gia đình tôi hãy để tôi giải quyết anh Cường. Chị hai, chị không thương em, thương cháu chị thì thôi, chị đừng xúc phạm đến anh Cường nữa. Thôi được rồi, dầu sao đi nữa tôi cũng phải để cái đất cho con tôi ha. Nè cô Hương à, cô hãy cầm lấy số bạc này đi rồi về xứ làm ăn, làm ơn buông tha thằng con bất hiếu của tôi để nó làm lại. Má, gì? Má ơi, gì nữa? Con thấy đó nha. Sao? Còn đứa nhỏ này á thì con sự ràng buộc, không ấy mình đem về mình nuôi đi má. Hả? Mày nói có lý hả? Thôi được rồi, mày làm sao đó làm. Sao? Hồi nãy nói tôi không thương cháu phải không? Chứ gì nữa? Bây giờ tôi thương nè. Đưa đứa nhỏ đây. Hả? Không, đừng bắt con tôi, Má ơi, con quỳ xuống đây để van xin, đừng bắt mẹ con phải chia lìa, thà sống chết bên nhau. Anh Thành ơi, anh về đi, trả hiếu cho mẹ cha. Đừng bận biểu mà chi phải lỗi đau với đấng sanh thành. Không có nói nhiều nữa, đưa đứa bé đây. Không, đưa đây. Giang ra. Hương, trả con tôi, trả ra đây. Không. Trời ơi, mau. Ai bài chi cảnh hoàng tình trai ngang. Đau đớn tim tôi phải chịu bè bàng, tâm tình người chồng yêu quý suốt đời nguyện thề ghi nhớ, xin suốt đời ghi khắc trong tim. Hương ơi, con đây nè em, con đây nè Hương. không bao giờ mình xa nhau nữa phải không em? Không bao giờ mình xa nhau nữa phải không Hương? Con mình đây nè em ơi, Hương ơi, con mình đây nè em. Hương, em làm sao vậy? Làm sao vậy Hương? Hương ơi, hãy tỉnh lại đi Hương. Anh vòng con về cho em đây nè. Tỉnh lại đi em. Em gạt anh rồi phải không? Lần này là lần thứ hai rồi. Em hư lắm, em hư lắm mà. Em phải vậy mà dỗ con nè, con khóc đây nè Hương ơi. Anh Thanh, Hiếu đã chết rồi hả? Không, không, vợ tôi không chết, vợ tôi không chết đâu. À, anh Cường ơi, hãy kêu vợ tôi dậy đi anh Cường ơi. Hãy kêu vợ tôi giùm tôi đi anh Cường ơi. Cường ơi, con khóc nè, con khóc nè, hãy dậy đi em, dậy đi, dậy dỗ con đi Hương. Má ơi, vợ con chết rồi. Hãy tha lỗi cho má. Trời ơi, con tại tôi, tại tôi tất cả.